đồ nhỏ, con đồ to, tập 299. Giao lưu sở trường. Con đồ to, sao mặt mày ủ rũ thế? Tiểu Minh và Kẹo Bông muốn giao lưu sở trường. Như vậy là mỗi người sẽ có thể học được 3 kỹ năng. Ồ, đó là chuyện tốt mà. Nhưng con chẳng biết mình có sở trường gì hết. Sao có thể nào? Chỉ là bạn không phát hiện thôi à? Sở trường hôm nay em sẽ dạy là múa. Không thành vấn đề, chỉ cần không bắt đầu thì anh là được. Sao lại nói thế? Thực ra tớ vẫn chưa nghĩ ra nên dạy các cậu cái gì. Đồ ta, chắc không phải cậu không có sở trường chứ. Đương nhiên không phải. Tớ nhiều sở trường quá nên không biết dạy các cậu cái nào thôi. Được rồi, được rồi. Chúng ta mau bắt đầu đi. Được rồi, bây giờ em sẽ dạy các anh từng động tác một nhé. Được. Không ngờ Kẹo Bông nó đẹp đến thế. Vậy làm sao đây? Xem ra bắt buộc phải thể hiện tài nghệ mới được. Rốt cuộc nên dạy gì cho các bạn được đây? Thôi sao? Vẽ trăng. Chẳng có sở trường gì sao? Anh đầu to. Đầu to, Kẹo Bông đang dạy múa cho chúng mình. Mà sao cậu chỉ biết ăn thôi thế? Anh đầu to, chẳng lẽ em múa không tốt sao? Không phải, không phải. Xin lỗi, anh lơ đãng quá. Lần sau phải học hành nghiêm túc nhé. Không được lơ đãng nữa. Lần sau tớ sẽ không ăn vặt nữa. Cạp, cạp, cạp. Cạp, cạp, cạp. Cổ công hướng trời hát. Cổ công hướng trời hát. Hay là vậy mọi người chơi vô vô nhỉ? Cơ mà hình như cái này mọi người đều biết chơi. Đồ ta, cậu không muốn học theo cùng tụi tớ à? Đâu có, đâu có. Tiểu Minh, tớ có việc, tí quay lại ngay. Bướm bướm xinh, đừng chạy. Mình từng gặp loài bướm này trên sách. Nhất định phải bắt lấy nó để quan sát cho kỹ. Đầu ta, cậu làm gì đấy? Đầu ta, cậu đừng quậy nữa. Xin lỗi, đây là lỗi của tớ. Các cậu đừng giận nữa. Con đồ ta, hôm nay đến lượt con dạy sở trường của mình cho mọi người đúng không? Con biết rồi, con đi đây. Thằng nhóc này, để xem hôm nay dạy cái gì nào. Con đồ ta, sao con không đi cùng Tiểu Minh với Kẹo Bông? Không phải đến lượt con dạy các bạn hay sao? Bố đồ nhỏ, hôm nay con không đi gặp các bạn ấy. Con thực sự không có sở trường gì để dạy các bạn cả. Ai bảo không có? Bố thấy con cực kỳ am hiểu về côn trùng đấy chứ, con đồ ta. Hả? Cái này cũng tính là sở trường à? Đương nhiên rồi, tớ rất muốn học. Đồ ta, trên tay cậu cầm cái gì thế? Sao các cậu lại đến đây? Tụi em vẫn đợi anh dạy tụi em mà. Mau nói đi, anh đang cầm gì thế? Cái này ấy à? Đây là bướm phục lan thanh phượng. Các cậu xem, trong sách viết bướm phục lan thanh phượng có hình dạng như thế này, chủ yếu phân bổ ở vùng cận nhiệt đới.
听起来是这个样子。当老大，准备安分了，叫你洗手怎么洗了二十分钟没出来？老师说了，这世界上有好多好多细菌，所以我们一定要勤洗手，这样细菌就不会传染给我们了。那就妈妈，我再洗两遍手就去吃饭啊。勤洗手是没错，可是像你这样，算了，你赶快洗完出来吃饭啊。哎呀，对不起，今天下班晚了，小董娘，你是不是感冒了？可能是着凉了吧？我大头儿子，现在你吃晚饭，你带着防毒面罩干什么？我吃饱了，我吃饱了。大头儿子，你说什么？干嘛你跟？大头儿子，你带防毒面具怎么吃饭呢？好吧，好吧，你就这么吃吧。咱就按你喂的。刚老大，刚没上 TV， 坐在沙发上，坐在那儿，看不清楚。吃饭了没有？mẹ tập về ơi, con không đói, con không ăn cơm nữa.我舍得混乱，今天妈妈做了好多好吃的，忙啊！我也饿了，快去吃饭吧，快点，大头儿子，你不是不吃饭吗？mẹ tập về ơi, vì sao bên cạnh mỗi đĩa thức ăn đều có một đôi đũa vậy ạ? Cái bàn bên cạnh đĩa thức ăn gọi là đũa chung. Chúng ta dùng đũa này để gắp thức ăn vào trong bát của mình, sau đó dùng đũa của mình để ăn cơm. Rồi sau đó dùng đũa của mình để ăn cơm. Vì sao phải làm thế hả mẹ? Mọi khi ăn cơm có đũa chung này đâu? Đó là vì bố đầu nhỏ bị ốm, sợ bố truyền vi khuẩn lây cho cả nhà.Nên chúng ta dùng đũa chung, như vậy sẽ không sợ bố đồ nhỏ dùng đũa của mình gắp thức ăn làm vi khuẩn lây bệnh cho mọi người nữa. Cô giáo nói vi khuẩn rất đáng sợ. Con đeo mặt nạ phòng độc chính là để ngăn ngừa vi khuẩn hả? Con đồ ta bố xin lỗi nhé, bố đồ nhỏ nhất định sẽ sớm khỏi bệnh. Vi khuẩn thực ra không đáng sợ, chỉ cần chúng ta phòng tránh tốt thì sẽ không sợ xâm hại đến cơ thể. Cô giáo thường nói phải siêng năng rửa tay đúng không?Thông thường chỉ cần rửa tay bằng xà phòng theo đúng các bước quy định một lần là đủ rồi. Rửa lâu quá lãng phí nước. Sao bố mẹ không nói sớm? Con sắp chết ngạt đến nơi rồi.
都快饿死我了，猫安多。导演饿了，导演。